Đây và em đang ghép với cặp boss 4.2. Đây, phải hai cặp mới đủ được độ phê của con đẩy này nha các bác. Đây bát chép, bát thì em đang để hướng 1 giờ nha. Đấy. Chép thì hướng 1 giờ. Đây, chép chúng ta có thể tăng lên này. Mà nỗi nhớ ai ơi dài vô tận, như biển xanh có bao giờ hơn mặn, như trái tim này anh xin tặng chim cánh biệt ngàn dặm xa. Đây là cái volume tổng. Đấy. Mới mà để 12 giờ thôi các bác, chứ còn vành maximum thì phải là hai cặp à, chứ còn một cặp banh. Dòng sông bến cũ con đò phương trời. Đây là cái volume phụ nha. Đây là cái volume chép này. Bát này. Chép tăng lên. Rất là sáng tiếng luôn nha. Quá hay. Cứ nghĩ là con này trên 10 triệu nha các bác, vì tiếng nó hay với lại nó đẹp quá. Chạy hai tăng phô một xíu nha. Điện 100V nha các bác. Con này các bác chơi một cặp full 30 thoải mái, hoặc là chơi hai cặp boss, hoặc là hai cặp BVB bass 25 nha. Quá là uy lực. Tôi đếm thời gian trên ngón tay, buồn lên mắt gậy, hỏi lòng bao đắng cay. Bạn cũ có đứa ra đi buồn thiên thu, đứa giàu sang bỏ bạn nhiều điều khác với bay thế gian. Em có lần yêu đương với tôi, nói chung là phê lên các bác. Rồi thì em giới thiệu sơ sơ qua nếu các bác mình chưa xem cái video chi tiết kia nha. Con này thì 5,5 triệu, hàng da băng, điện 100V. Đây là cái cầu loa các bác, đây là cái cầu âm này, hai cái dây âm chúng ta vô một chỗ, còn dương nó sẽ chỗ 50V, bên này 50V, hai bên là đây. Đấy là đường tín hiệu đầu vào, xéo ly và ba lăng này, là nó có cổng sấp luôn nha. Đây 100V mà tiền da băng. Con này rất là vừa tầm, các bác chơi một cặp full 30 là chơi hai cặp boss nha. Nó mạnh lắm nha các bác. Tại vì nó trang bị hệ thống nâng tiếng phía trước, hai volume, hai tăng phô nguồn. Hứa hẹn sẽ bù áp cũng như là tăng công suất khá là lớn. Rồi bác nào lấy alo cho em nha. Đẹp vừa nghi hay vừa bày đẹp, giá thì quá là ngon với chất lượng nó mang lại. Đấy, nếu mà nghi không mà nhìn vừa nghi là cứ nghĩ con này trên 10 triệu các bác. Anh ta alo cho em chứ nha, rất là đẹp. Giá 5,5 triệu bao ship, nếu chuyên không đủ thì em bớt 200 ngàn. Từ nhạc xuống con đẩy này và ra loa luôn. Đây là phần chỉnh bass chép hỗ trợ cho hai kênh. Và đây là cái volume tổng để mình chỉnh lớn nhỏ cho hai kênh này. Có nghĩa là nó có hệ thống nâng tiếng một cái volume này để nâng tổng công suất của hai kênh này.
và đây là tank bass chép đăng hệ thống âm thanh, và đây là equalizer này, chỉnh tần số bass, mic và chép. Thế này là một con đại tích hợp tất cả đầy đủ các yếu tố mà các bác có thể kém trực tiếp vào nghe nhạc. Và đối với con này các bác chơi hai cặp boss và đó là tuyệt vời. Thứ nhất là nó trưng bày rất là đẹp, đặc trưng của dòng B Classic Pro, nó là màu vàng gold, điện 100V, hàng da băng. Con này các bác chơi một cặp full 30 hoặc là chơi hai cặp boss hoặc là một cặp 25 kèm thêm một cặp 20 nha. Chạy hai tăng phô rất là lớn. Giá thì rất là tầm tiền nha các bác. Mà nó được cái nó hay đó các bác, nó hay bị con đẩy mà các bác nghe trực tiếp sướng là nhờ chỉnh được bass trap này và có equalizer nữa, là nó có hệ thống rề trong này luôn nha. Và thiết kế của dòng A Classic Pro thì luôn luôn được đưa tới chúng ta một cái nhìn nó rất là sang và sang trọng. Nếu các bác mình chơi boss thì đừng bỏ qua em này, với giá chỉ là 5.500.000 nha, 5.500.000, nặng cực kỳ nha. Và được tăng kim một bộ dây 35 để các bác kết nối, hàng da băng, điện 100V. Và đây là cái trạm loa nha các bác. Đây, cái nút có chữ trừ này là cặp âm, và cặp dương chúng ta kém vế trái là 5 chỗ này 50V, và vế trái vế phải là 50V nha. Còn hai cái âm là chúng ta đấu vào trong này. Đấy. Và con đẩy này nó có cổng kém sub cho chúng ta luôn, hai đường út này. Và đường tín hiệu vào là 6 ly và 35. Đấy. Và đây là cái ba lăng em kiểm theo để các bác cắm vào. Đây. Tặng dây các bác là dây xịn nha, dây canh red nhật xịn nha, hãy cắm vào này nha. Đây là dây nguồn 100V, quạt tản nhiệt cực kỳ êm, không gây ồn ào để các bác nghe nhạc nha, nó êm cực kỳ. Rồi đi vào nội thất em nói nha, bác nào mình lên tem mình sở hữu nha các bác. 5.500.000 chiến không đủ thì bớt 200, còn 5.300.000 các bác sơ một con đẩy chạy hai tầng phô và có hệ thống chỉnh rề bát chép trên này luôn, các bác nghe trực tiếp xuống là quá tuyệt vời nha. Và gíp vang hát karaoke thì đỉnh là các bác quấn lo bót hoặc là chơi những một cặp full 30 tuyệt vời, đẹp nữa, trưng bày là hết bài, ngắm vào cũng đã. Rồi không có để các bác để lâu thì đi vào bên trong luôn nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong, các bác thấy khá là rườm rà cũng như là khá là cao cấp nha, khá là hiện đại, hai tầng phô. Và đây là phần đường ra loa, phần tổ, phần công suất nha. Nó chạy là 2, 4, 5, 14 con, có cảm biến nhiệt nha các bác. Với công suất là khá là khỏe nha các bác, bắt gánh thoải mái những cặp full 30, hai nguồn xuyến nha, 500W trong một kênh nha. Đây là những hệ thống bù á, khá là mạnh. Rồi bác nào mình chốt thì alo cho em nha, ngoài khá là hiếm em đưa về phục vụ các bác, vừa nghi hay vừa trưng bày, có hệ thống rề chỉnh bass chép trên con đẩy luôn, nên các bác nào mình nghi trực tiếp là một món hời cực kỳ tuyệt vời nha. Và khi chúng ta gíp vang thì nó sẽ có hệ thống mình tăng cường âm thanh, nó sẽ mạnh mỹ hơn, đỡ tốn tiền mua năng tiếng đó nha các bác. Đây rất đẹp nha, cực kỳ xuất sắc, màu vàng gold, cực kỳ nổi bật nữa. Rồi bác nào lấy alo cho em nha, 5.500.000 bao gồm phí ship và tặng kèm bộ da 35, và nếu chiến khoản đủ em bớt 200, còn 5.300.000 nha.